Vinat xin chào tất cả các bạn đang theo dõi VOH Online và Trạm Giải Trí. Vinat rất vui hôm nay được đến với Interview Pick With. Được biết là Vinat vừa mới ra mắt sản phẩm tên là Xin Ví. Yeah. Vào dịp Tết này thì đầu tiên là Vinat hãy giới thiệu một chút về sản phẩm của mình đến với khán giả. Sản phẩm Xin Vía lần này là Vinat cho ra mắt. Nó cũng là một trong những sản phẩm cũng coi như là Vinat debut trở thành một cái lĩnh vực mới mà Vinat vừa mới dấn thân vô một tí xíu. Và cũng là một sản phẩm mà công ty của Vinat đầu tư khá là tâm huyết. Từ trên đến dưới ai cũng rất là tâm huyết với sản phẩm lần này là sản phẩm Xin Vía. Đây là một bài hát mình nghĩ là nó ra dịp Tết thì Tết vẫn nghe được, nhưng mà sau Tết thì vẫn nghe được. Chẳng cần cố gắng biết bài làm chi hết, chỉ cần xin vía là hên. Chẳng cần thao thức đêm ngày đau đau nhức, chỉ cần niềm thân chú mỗi đêm. Nãy mình đến cái đó là đây là một cái sản phẩm mà đánh dấu bước chuyển hình của em đúng không? Yeah. Thì không biết lý do tại sao mình lại quyết định chuyển mình từ TikToker sang ca sĩ? Từ cái hồi mà Vinat học đại học thì Vinat đã đi hát acoustic để gọi là kiếm tiền rồi. Thì bản thân của mình cũng khá là đam mê âm nhạc, cũng khá là đam mê nghệ thuật, không phải là khá mà là rất rất đam mê nghệ thuật. Cho nên là bản thân khi mà mình làm TikTok thì nó cũng là một cái con đường, nó không hẳn là một con đường tắt nhưng mà nó là một cái con đường mà nhanh nhất để cho mình chạm đến cái niềm đam mê nghệ thuật của mình. Với lại là Vinat cũng rất rất thích làm trở thành diễn viên, cho nên là cái công việc mà đầu tiên mà khi Vinat sau khi làm content creator trên mạng xã hội như là TikTok thì Vinat đã có một cái vai diễn đầu tiên, điện ảnh đầu tiên, đó chính là trong phim Người Mặt Trời. Thì đó là một cái vai mà Vinat rất là vui và vinh dự, tại vì nó cũng là một phim mà được đóng chung với Chi Bu. Và lần này thì nói chung là Vinat cũng rất là biết ơn công ty đã tạo cho Vinat có một cái cơ hội để thử thách và là thử với nhiều vai trò khác, như là diễn viên, lần này gọi là ca sĩ, mà bản thân của mình cũng hơi rén khi mà mọi người gọi mình là ca sĩ Vinat. Yeah. Em có thể chia sẻ thêm một tí xíu nữa về cái quá trình mà tại sao mình lại quyết định định hướng chuyển mình sang làm ca sĩ, và trong cái quá trình đó có điều gì khiến cho Vinat phải cân nhắc đắn đo hay không? Cái việc mà em chuyển hướng sang trở thành ca sĩ thì nó cũng đã nằm trong cái dự định của em khi mà em đã chuẩn bị trở thành một content creator trên TikTok rồi. Em cái hình ảnh mà em hướng đến nó là một nghệ sĩ đa năng, chứ không phải chỉ riêng là mình là một content creator hay là một diễn viên. Bản thân của em cũng muốn thử thách ở nhiều lĩnh vực khác nhau để xem coi là bản thân của mình nó giỏi nhất ở cái điểm nào. Tại vì mỗi thứ nó đều là một cái phép toán hết. Và đương nhiên là em sợ chứ, tại vì bản thân của mình lại là một người thiếu sót khá là nhiều. Chẳng hạn như là cái việc mà em dễ thấy nhất là ngày xưa em tham gia cuộc thi Steps to Fame, với lại là gần đây là em tham gia TikTok Master, thì em có tham gia trình diễn phần hát. Tuy nhiên thì sau phần hát thì em không dám nghe lại, tại vì em rất là sợ. Tại vì kỹ năng thanh nhạc và kỹ năng trình diễn của mình nó vẫn còn khá là yếu. Cho nên là em cũng khá là đắn đo cái việc là mình có nên hát hay không. Tại vì 3 năm trước thì chị Choco có ra một cái dự án là Đón Mặt Trời. Thì em cũng có góp giọng trong nó với bài hát là Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Thì em cũng ngồi suy nghĩ đắn đo lắm, nhưng mà ok, mình quyết định rồi, mình sẽ thử. Tại sao mình không thử chứ? Biết đâu được nó lại là một cái duyên gì đó đến với em thì sao? Nói chung là em vẫn cố gắng hết mình thôi. Sau khi thử xong thì em thấy như thế nào? Sau khi mà em thử xong thì em cảm thấy là những sự lựa chọn đầu tiên của mình nó luôn luôn đúng. Và em tin là bản thân của mình, nói chung là em tin vào bản thân của mình khá là nhiều. Và em tin là bản thân của mình có thể làm được. Yeah.
Thôi khi mà em phát hành sản phẩm á, em có hay đọc bình luận của các bạn không? Dạ có chứ. Tại vì đương nhiên là đây là sản phẩm đầu tiên của em cũng như là công ty đầu tư vào, cho nên là em lúc nào em cũng luôn luôn theo dõi tất cả mọi người bình luận như thế nào về sản phẩm lần này. Cũng như là em sẽ gọi là chú ý hơn với những cái sản phẩm lần sau. Yeah. Có cái bình luận nào thú vị mà để lại ấn tượng cho em không? Khá là nhiều nha chị. Đầu tiên là mọi người bảo là nghe không giống giọng của em. Tại vì mọi người nghe em nói chuyện như vậy thì ở trong đó nó có phần hơi nhí nhảnh một tí xíu. Mọi người bảo là sao không giống giọng Vinat nhỉ? Đó là cái bình luận mà em nhớ nhất. Nhưng mà tại sao lại không giống giọng Vinat nhỉ? Chắc là do lúc em nói chuyện khác và lúc em hát lại khác. Em thấy nó khác, sao tự em cảm nhận em thấy nó khác như thế nào? Tại vì bài Xin Biết lần này nó cũng đòi hỏi em có một cái pha trộn một vào một sự nhí nhảnh này. Để cho nó nghe nó có vẻ là cute hơn. Nên là em cũng cố gắng kiểu nhí nhảnh hơn, cho nên là mọi người nghe nó hơi khác. Ví dụ như là em, nếu như mà em hát bình thường ấy nha, em hát theo cái kiểu mà bản năng của em đi là chẳng cần cố gắng miệt mài làm chi hết. Nhưng mà khi mà vào trong Xin Vía thì là chẳng cần cố gắng miệt mài làm chi hết. Nghe có phần kiểu nó khác hơn so với bình thường. Tức là bình thường em không có nhí nhảnh. Bình thường em cũng nhí nhảnh nhưng mà em không có, bản năng của em nó không có nhí nhảnh lắm. Chứ em thấy bản năng của em nó như thế nào? Nó cân bằng giữa tính nam và tính nữ. Em cũng không biết nữa. Rồi em hơi gọi là cố gắng là tính nhất có thể. Nhưng mà chị thấy trên mạng nó có mấy cái bình luận vui vui về em như thế này, là kêu mấy bạn kêu là ngoại hình của Vinat nhìn hơi lai lai, thì không biết Vinat có phải con lai không ta? Từ trước đến giờ em chưa chia sẻ cái điều này với trên mạng xã hội bao giờ. Thì em lúc đầu em nhìn mặt em cũng hoang mang lắm, tại vì nó cũng, nói chung là em nhìn em cũng công nhận là em nó hơi lai đi. Chứ xong cái em hỏi mẹ em là mẹ con có lai gì không, thì mẹ em nói là như không. Nhưng mà cho đến khi Tết năm ngoái em về em hỏi ông ngoại em, thì ông ngoại em mới nói là đời trước trước nữa thì ở cô ngoại thì có liên quan đến người Pháp đó, cho nên thì là ông ngoại là hơi có lai Pháp, nhưng mà tới đời em mà chắc nó hết máu rồi. Nó còn lại được chút xíu. Dạ, nó còn lại chút xíu thôi, cũng may mắn. Lời bài hát có những đoạn khá là đặc trưng cho Genji hiện nay, ví dụ như là xin vía để cầu may mắn thôi nè. Thì em có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái quá trình viết lời và lựa chọn từ ngữ cho cái bài hát lần này không? Lần này thì Ngọc Dolly viết bài Xin Vía, thì khi mà lần đầu tiên em nghe cái bài này á thì em thấy nó rất là châm biếm, rất là vui. Tại vì khúc đầu mọi người phải nghe hết một bài thì mọi người mới biết là đây là cái bài hát nói về châm biếm tất cả mọi người đang sử dụng mạng xã hội, nhưng mà mọi người chỉ mong muốn là mình không làm mà vẫn có ăn đó. Cho nên là mọi người hơi bị hiểu nhầm một vài đoạn ở trên TikTok, nó bị cắt đi. Thì lần này Ngọc Dolly muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người là ok, nếu mà mình muốn gặt hái được một cái điều gì đó, một cái điều mà mình mong muốn, thì mình phải bắt tay và mình làm, và mình phải làm cho thật là hết sức có thể, chứ mình đừng có ngồi mà mong muốn là ok, mình lên TikTok mình xin vía người này xin vía người kia, hay là mình cầu trời khấn Phật là mình chỉ được cái này thôi, mình hơi tâm linh quá đó, cho nên là nó không có thật, nó không có real lắm. Cho nên là Ngọc Dolly lần này là muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn những cái thông điệp đó, là em đã nói chuyện với Ngọc Dolly chia sẻ với em như vậy. Nhưng mà trước em là có một bạn cùng công ty với em là Choco Trúc Phương. Thì cái bài hát mà Body Slimming của Choco đang rất là hot trên TikTok. Tới thời điểm này nó vẫn còn nóng. Và nó trở thành một cái gì đó, nó thành iconic ở trên trong công ty em luôn, đúng không? Thì em là một cái người ra sản phẩm sau tiếp nối cái thành công đó, thì em có bị áp lực hay không? Nếu như mà em nói là em không áp lực thì chắc chắn là em nói dối. Thật ra là em cũng khá là áp lực khi mà cái sự thành công của Body Slimming nó rất là lớn. Cho nên là đó là cũng là một cái công ty nói với em là đây cũng là một cái bước đệm cho Celeb Group để bước lên một để có một cái sản phẩm tiếp theo, nó lại viral tiếp theo. Cả công ty lẫn em đều có một cái sự rất là áp lực. Vì mình cũng không biết là mình phải làm như thế nào, hay là truyền thông ra sao, em cũng
em cũng chỉ để là ok, mình có thể làm hết sức có thể thôi. Nếu mà nó may mắn thì nó sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhưng mà nếu nó hơi xưa nhẹ thôi thì nó chỉ được biết đến tầm đó thôi. Em hài lòng với thành tích mà tới thời điểm này mà xin biết có được chưa? Hiện tại thì em vẫn chưa hài lòng lắm với cái độ phủ sóng của xin biết lần này. Nhưng mà em tạm thời vui. Nói chung là tại vì em cũng khá tham lam. Tại vì ngay từ lúc mà em vào Celeb Group á, vào Celeb Network, thì em cũng nói với tất cả các anh chị quản lý là em là một con người khá tham lam. Tại vì em vừa làm một content creator trên tất cả các mạng xã hội như là TikTok, Instagram, Facebook, hay là bây giờ em đang làm một diễn viên, thì em làm ca sĩ, thì nó cũng là một cái điều khá là tham lam rồi. Nhưng mà cho nên là hiện tại xin vía là đến thời điểm hiện tại, hiện tại thì em vẫn chưa có hài lòng lắm, nhưng mà em tạm hài lòng rồi. Dạ. Mình chưa hài lòng lắm là tại vì độ phủ sóng của nó vẫn chưa được như ý mình muốn, đúng không? Dạ. Nhưng mà trên đường đua nhạc Tết ấy, hiện tại thì cũng đang cạnh tranh khá là gắt gao. Thì nếu như mà sau Tết thì em có dự định phát hành thêm sản phẩm nào đó mới nữa không? Sau sản phẩm xin vía lần này thì em có ấp ủ cho mình một cái dự án mới. Nhưng mà hiện tại thì nó chưa có thành hình lắm, cho nên là em cũng không có dám chia sẻ gì nhiều. Chỉ đợi đến khi nào nó thành hình thì em sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Vẫn là một dự án âm nhạc. Tạm thời em chưa nói được. Tạm thời là em xin gác lại cái sản phẩm đó. Nhưng mà là dự án nó mới chỉ là một cái mới nhú thôi, là nó chưa có thành hình lắm. Để đến khi mà nó thành một cái hình, nó có một cái bố cục nó chắc chắn thì em sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Mình một mí xíu được không? Dự án đó mình có kết hợp với ai không? Hay là mình làm một mình thôi? Dạ, cái dự án sắp tới thì em sẽ kết hợp với một người khác. Dạ. Trời ơi, chia sẻ là nhiều rồi đó. Một người khác là một content creator hay là một ca sĩ hay là diễn viên? Thôi chị đào quá. Mình lỗi thôi, mình cũng đâu có nói tên ai đâu nè. Dạ thôi, được rồi. Nói chung là em sẽ kết hợp với một người khác. Tại vì cái người đó sẽ có chuyên môn trong cái dự án lần này, nên là cái người này sẽ giúp đỡ em khá nhiều trong cái dự án sắp tới. Theo quan điểm cá nhân em thì cái name của người đó là cũng bình thường thôi hay là lớn rồi? Đối với em thì khá lớn. Đối với em là khá lớn. Thì cũng đáng mong chờ nha mọi người. Trong cái bài hát xin vía lần này thì chị thấy em có kết hợp với một rapper nữa. Thì không biết là quá trình hợp tác của hai bạn diễn ra như thế nào, có thuận lợi hay là khó khăn gì không? Em cảm thấy là nó rất là trơn tru và rất là thuận lợi luôn. Tại vì Freaky là một cái anh bạn rapper, gọi là em chưa từng thấy, ý nghĩa là em chưa bao giờ tiếp xúc với cái việc là rap hay là làm với những cái sản phẩm âm nhạc. Nói chung là đây cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc nhiều đến như vậy. Thì em cảm thấy Freaky khá là giỏi. Tại vì ngay lần đầu khi mà Freaky nghe cái bản này xong rồi, Freaky đã cho ra một cái phần rap nó cũng đã khá là ok. Đối với em là nó đã khá ok rồi. Nhưng mà Ngọc Dolly thì bảo là muốn cái ca từ của nó khá là gần gũi với tất cả mọi người. Cho nên là trong đêm hôm đó là em biết được là Freaky đã viết lại, và nó rất là nhanh luôn. Và đó là cái sản phẩm, đó là hình như là viết lại lần thứ hai là đã là ok luôn rồi. Nên là Freaky với em phối hợp với nhau từ lúc thu âm, lúc ra quay MV, cho đến là sau này khi mà cả hai đều support lẫn nhau thì cũng rất là ăn ý, rất là ok. Và em rất là cảm ơn bạn. Còn về phần vũ đạo thì sao? Chị thấy phần vũ đạo lần này cũng khá là bắt mắt nè. Em xin bật mí với chị, với tất cả mọi người là em là một người nhảy khá xấu. Nhảy khá xấu, cho nên là biên đạo cũng hơi nhức đầu. Là phải lựa chọn những cái động tác nó thật là dễ. Tức là em làm cũng được, mà nói chung là dancer làm được thì em phải làm được. Nhưng mà em phải làm nó cho nó gọi là nó dễ dàng nhất có thể. Thì biên đạo cũng lận cũng nhức đầu với cái phần này. Nhưng mà và bật mí với mọi người là một lần nữa là chỉ có vỏn vẹn 1 đến 2 ngày tập luyện để ráp đội hình thôi.
Cho nên là khi mà lúc nhảy thì tụi em cũng hơi lấn cấn khá là nhiều và phải nhảy đi nhảy lại cũng rất nhiều luôn. Thì mọi người thấy ở đằng sau lưng, ở trong cái MV đó có cái đoạn là mấy anh Lân á, anh sẽ nâng cái đầu con Lân lên. Thì do là tụi em phải quay đi quay lại rất là nhiều lần, là do talent trong công ty cũng như em tập luyện nó không có được nhiều lắm, cho nên là khi vào quay thì nó hơi bị lấn cấn động tác, cho nên là quay lại khá là nhiều lần. Và mấy anh Lân ảnh nâng tay mấy ảnh cứ rung như vậy, em thấy rất là thương, mà thấy là em thấy em rất là tội lỗi luôn á. Tại vì tại sao mình không thể nào mà hoàn thành cái đó cho thiệt là tốt để cho mấy anh Lân hay là mấy bạn dancer không có bị ảnh hưởng bởi mình ấy. Đó, phần là em rất là tội lỗi luôn. Thấy tội lỗi quá xong rồi có bồi đắp cho người ta như thế nào không? Em cũng ra cũng vuốt ve cảm ơn các anh rất là nhiều. Em chỉ có biết là dùng lời lẽ để chân thành của mình để cảm ơn các anh thôi. Dạ. Nhưng mà cái phần vũ đạo này, ví dụ như cũng có những bạn mà nhảy không đẹp hoặc là người đơ cứng thôi chẳng hạn, thì mấy bạn thường hay trên TikTok sẽ có cái trào lưu là để cái điện thoại xong rồi selfie mà nhảy nhót bằng những cái ngón tay thôi. Ở đây em có thể hướng dẫn cho mấy bạn em làm thử cái động tác đó cho mấy bạn được không? Động tác cũng khá là dễ mọi người ơi. Ví dụ như mà mình lắc đít, em để đây được không ta? Được, được, được. Yeah. Nếu mà mọi người kiểu mà mọi người lắc không được á thì mọi người là như thế nhất là tại tưởng tượng mấy bạn mà thường hay để selfie gì thôi, xong rồi mấy bạn sẽ chỉ diễn bằng gương mặt với bàn tay thôi. Thì cái với vũ đạo của sinh viên thì sẽ như thế nào? Chắc là kiểu phát lên là nhá, làm được vậy rồi. Xong rồi chỉ cần làm những cái tay như là chỉ là được như vậy thôi. Chứ nó phải là, em nghĩ là những cái động tác mà xin vía thì kèm thêm những cái mà kiểu nó phải giống Xuân Ca ấy vậy, thì nó sẽ bắt mắt hơn. Dạ. Sau khi ra mắt MV thì em cảm thấy như thế nào? Công ty có nói gì về MV của em không? Là dự định là sẽ năm sau sẽ cho em ra mắt 3-4 cái MV đúng không? Công ty em chỉ miêu tả là công ty lo lắng tột độ, là tại vì là lúc mà thu âm xin vía là em bị viêm amidan. Em viêm amidan nặng. Từ đó giờ em cũng bị viêm rồi, nhưng mà cái lần này là em bị viêm nặng nhất. Có thể là cái giọng của em là nó biến mất hoàn toàn. Nhưng mà sau khi mà trong lúc em nghe cái demo này á, là em là cái giọng của em nó bị như vậy rồi, thì em cũng hơi lo. Nó sau đến khi mà thu âm thì giọng em cũng chưa có được ổn định lắm. Thì công ty rất là lo lắng luôn. Công ty không biết là em có đảm nhận cái vai trò vocal như vậy có được không. Xong rồi cũng được, em cũng lết, cũng được á. Nói chung là cố gắng thì mình sẽ làm được. Xong rồi đến lúc mà quay MV thì do di chuyển nó hơi xa, thì tình trạng sức khỏe của em từ trước đến giờ công ty luôn luôn biết em là một đứa như là cổng thiêu vậy đó chị, kiểu như là đụng một cái là ngã liền. Nên là công ty cũng hơi lo lắng cái việc đó, và lại là cũng lo lắng những cái set up như thế nào, ekip ra sao. Thì đó là những cái em miêu tả. Còn riêng em thì em cảm nhận lúc quay MV thì em cảm thấy mình cứ cảm giác cứ bồi hồi lân lân sao. Tại vì ngay từ hồi mà em còn làm TikTok content creator là em mong muốn em được đóng MV. Em muốn là được đóng MV kiểu như là cho sếp rồi cho anh Subin Quần Sơn rồi đó chị. Nhưng mà ai dè đó sau này cái mình tự có MV, cái mình tự đóng trong MV của mình luôn. Thì đó mình cảm thấy là mình được đóng MV rồi. Đó, xong rồi thì quay xong rồi thì em coi bản trap lần đầu tiên khi mà nó được ghép này kia vào của sinh viên rồi á, thì em nói là em sợ. Tại vì nó chưa có bỏ màu vô thì em hơi sợ là ôi, không biết cái này lên người ta có thích hay không, hay là người ta có chê hay không. Nói chung là em khá là sợ. Nhưng mà cho đến khi mà nó ra thành quả rồi thì em nói ok, đã được rồi. Em nghĩ là tới đây là được rồi. Nó đã hoàn hảo ngay thời điểm này rồi.
Xong rồi khi mà on air thì em cũng lại quay về cảm giác sợ, sợ là mọi người sẽ tiếp nhận sản phẩm lần này với nhiều cái khía cạnh nó không có mấy khả quan và tích cực á. Cho nên là, nhưng mà hiện tại bây giờ thì em cảm thấy là em đã thở phào nhẹ nhõm. Dạ. Em cảm thấy là cũng ok, cũng khá hài lòng. Nãy mình có nói là hồi đó mình cứ ước mơ là mình sẽ trở thành nữ chính trong MV của Sơn Tùng, Subin nào đúng không? Thôi giờ mình có MV rồi, mai mốt mình mời mấy anh qua đóng MV cho mình. Nếu mà công ty đem nhắn nhủ với Celeb Network, em không biết là mọi người có xem như không, nhưng mà em vẫn mong muốn là sếp và anh Subin ngày xưa có thể qua đây đóng MV cùng với em thì cũng được. Em rất là thích. Không thì em có thể nhắn nhủ đến anh Sơn Tùng với anh Subin lần sau game vi mời em làm nữ chính. Ok, nếu như sếp và anh Subin Hoàng Sơn có ra mắt sản phẩm tiếp theo thì hãy nhớ liên hệ với Celeb Network và hoặc là Celeb Group hoặc là Binat hoặc là TikTok Binat99. Em sẽ không lấy một đồng cách xe nào hết, chỉ cần góp mặt thôi là được rồi. Nhưng mà góp mặt cũng nửa thời lượng nghe, chứ không phải là em chụp qua cái rồi em biến mất nha. Dạ em cảm ơn. Đừng chìm trong mấy giây là được đúng không? Đừng cho em là một cái bóng kiểu em ngang là được. Ít nhất em cũng phải được xuất hiện trên poster. Dạ, nhưng mà là một nghệ sĩ đa năng thì em dự định sẽ cân bằng vai trò giữa một KOL, một diễn viên và một ca sĩ như thế nào? Bởi vì nãy em cũng tự thừa nhận là em là một người khá tham lam. Dạ. Bởi vậy người ta nói là tham thì thâm á. Tham thì nói chung là em vẫn cố gắng hết sức mình có thể sắp xếp được cái công việc này. Tại vì ở đằng sau em đã có khá là nhiều bạn hỗ trợ em, cho nên là em vẫn an tâm cái việc đó. Tuy nhiên thì em vẫn nghĩ là tới đâu thì nó sẽ hay tới đó. Nghĩa là khi mà đến là chạm, đụng là chạm á. Ví dụ như có lịch này thì em sẽ vẫn làm việc, nó sẽ vẫn sắp xếp theo trình tự. Cái nào nó đến trước thì em sẽ làm trước, còn cái nào nó đến sau thì mình sẽ tạm gác lại, mình sẽ chuẩn bị cho cái việc đó sau. Thì đó là cái cách mà em sẽ sắp xếp công việc. Nhưng mà giờ mình làm ca sĩ rồi thì mình có phải đi học hát, luyện thanh, tập nhảy đồ nhiều không? Dạ chắc chắn là sau khi mà em ra sinh vía rồi thì cái việc mà em trau dồi bản thân em để có thêm những cái kỹ năng như là thanh nhạc, kỹ năng trình diễn sân khấu thì nó phải thực sự là chỉnh chu hết mức có thể. Tại vì đã nói em là người tham lam rồi thì em phải làm mọi thứ cho nó đến nơi đến chốn. Dạ. Chị thấy trong công ty em có một bạn là Ánh Sáng đang đi thi một cuộc thi tuyển chọn ca sĩ ở nước ngoài. Thì Vinat có định hướng là một lúc nào đó mình cũng sẽ lấn sân sang một cái cuộc thi nào đó vươn tầm ra nước ngoài như vậy không? Hiện tại là trong công ty em có bạn Talent Ánh Sáng. Thật sự cái bạn nó rất sáng nha. Là bạn đó đang tham gia một cuộc thi ở nước ngoài. Thì bản thân em cũng vẫn mong muốn có một cái cơ hội được trải nghiệm giống như bạn. Tại vì mỗi lần mà em thấy tất cả mọi người đều có những cái trải nghiệm như vậy á, thì em vẫn mong muốn bản thân của mình có một cái trải nghiệm y hệt như vậy để thử xem là nó như thế nào. Trời, em là một cái đứa rất là gọi là sao ta, rất là muốn được làm nhiều thứ á, nhưng mà bị một cái là sức khỏe của mình nó không có cho phép em làm điều đó. Thật sự luôn. Mà mỗi lần mà em nói là em bị mệt trong người á thì mọi người bảo là ơ vậy mệt sao làm, nhưng mà em nói là trời em tức quá, em rất muốn làm nhưng mà em rất là bị kìm hãm cái sức khỏe em lại, nên là em không có sức để em làm rất là nhiều. Dạ đúng rồi, nhưng mà thể lực thì không có. Dạ đúng. Nhưng mà chị, theo chị được biết là em là cũng là một người mà dậy sớm và ngủ sớm rồi sống khá là healthy đó. Dạ tại vì cái khoảng thời gian hình như là năm ngoái em trải qua một cái sự là bạo bệnh, có nghĩa là những cái cơn bệnh nó kỳ cục lắm, nào là đau lưng rồi suy nhược cơ thể rồi thận yếu hay là những cái gì nó liên quan tới con người ở trên bên trong con người em, tự nhiên nó bỗng dưng nó em bị có cái dấu hiệu báo động vậy á, thì em phải cố gắng làm sao mà em phải cân bằng. Tại vì công việc của KOL hay là content creator, ca sĩ, diễn viên thì nó không có đúng theo cái giờ giấc. Mà bản thân của em lại là một người yếu từ nhỏ đi, cho nên là em phải ráng làm sao mà em có thể sống một cách gọi là nó healthy nhất có thể.
mặc dù là nó không quá healthy đâu, nhưng mà em phải cố gắng là một tuần em phải đi gym, xong rồi em phải cố gắng thức sớm, uống nước một ngày phải uống nước cho thiệt là đầy đủ. Ví dụ như sáng nên mình không uống nước đầy đủ thì tới trưa chiều mình phải uống nước cho bù lại, hoặc là cố gắng ăn đầy đủ nhất có thể, và tối phải tranh thủ đi ngủ sớm. Không ngủ được cũng phải ngủ, tại vì nếu mà em không có thể làm những cái điều đó thì sau này và tầm một năm hai năm nữa chắc chắn là em sẽ không có sức để là em làm tiếp tục công việc này nữa. Yeah. Bản thân Minat khi vào công ty đã phải trải qua những vòng tuyển chọn gắt gao như thế nào? Em có cơ duyên đến với công ty vào năm 2017, là lúc đó công ty đang tổ chức một cuộc thi là Steps to Fame, thì có ban giám khảo là ca sĩ Thu Minh và anh Hoàng Toliver, và hai giám khảo người Hàn đã từng là bên công ty của quản lý của Tierra. Thì đó là một trong những cuộc thi mà có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ mà em đã từng tham gia, và cũng may mắn là công ty vẫn còn ấn tượng đối với em, cho nên là em đã được chọn sau những cái lần sơ tuyển gắt gao nhất của công ty. Thì em đã may mắn vào công ty năm 2020, thì lúc đó là đang xảy ra một cái gọi là đại dịch lớn nhất từ trước đến giờ á, cho nên là công ty của em cũng bị tạm ngưng hoạt động vào cái thời điểm đó. Tuy nhiên thì cũng vẫn tạo điều kiện cho em khi mà làm công việc như là content creator trên TikTok. Sau đó thì nhưng mà nó bị vướng phải một cái là năm 2020 thì em vẫn còn đang học đại học ở dưới Kiên Giang, cho nên là em lại không có thời gian em làm việc với team của em là CEO team ấy. Cho nên là cái khoảng thời gian đó nó thực sự là rất khó khăn với em, tại vì em phải cân bằng giữa cái việc học để làm sao cho hoàn thành hết sức có thể để cho mẹ em để mẹ cho em an tâm á, nhưng mà em cũng phải làm sao cân bằng được cái việc là em làm việc nó hoàn thành nhất có thể. Thì đó là cái cơ duyên mà em đã được vào Celeb Network cũng như là Celeb Group. Yeah. Ừ, em học đại học ở Kiên Giang. Dạ. Đó là quê mình ở Kiên Giang luôn. Em được sinh ra ở Bảo Lộc và sau đó mẹ em đem về Kiên Giang nuôi. Dạ. Ấy là tại vì mẹ em là giáo viên ấy, cho nên là cũng sau này có em bé rồi, có con rồi thì cũng khó có thể là đi xa để làm việc này kia, thì mẹ em là giáo viên ấy. Có một vài thông tin đó là cho rằng là cái bài hát xin vía lần này lúc đầu là viết cho Choco, nhưng mà tuy nhiên phút cuối là lại để cho Binat thử sức, thì thông tin này mình xác nhận lại là có đúng không ạ? Sản phẩm Body Shaming và sản phẩm Xin Vía là nó cũng là một cái sản phẩm mà là công ty muốn hướng đến một cái sự là nhân văn và đưa những cái thông điệp tích cực đến cho tất cả mọi người, cho tất cả khán giả. Và công ty cũng vẫn mong muốn là tạo cơ hội nhất có thể cho tất cả các bạn talent thử sức với nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, như là diễn xuất, ca hát, hay là tạo content creator, hay là người mẫu, hay là ngay cả hoa hậu, thì công ty vẫn luôn tạo điều kiện cho tất cả các bạn thử sức với những cái vai trò đó. Thì với cái xin vía lần này thì đúng là có thật là việc là viết cho chị Choco, nhưng mà sau này lại đưa lại cho em, thì đây là một cái việc mà công ty đang muốn thử sức với em, công ty đang muốn challenge với em. là tại vì công ty bảo là tham lam quá, đúng không? Nếu em muốn làm ca sĩ, đúng không, hay là em tham lam quá thì thử đưa cái này cho em thì sao. Nhưng mà cũng giống như em kể lúc nãy với mọi người là ngay lúc đưa cho em thì em lại bị viêm amidan đấy, đó là em cũng hơi rén. Cái sự tham thì thâm của em nó bắt đầu nó đã giết chết em, nhưng mà em đã confirm là đúng là như vậy. Nhưng mà lý do tại sao lại ban đầu là viết cho Choco nhưng mà lại chuyển sang cho Binat? Cái điều này em lại được công ty bảo mật. Tại vì có nghĩa là trong tất cả các talent ở trong công ty em á, thì những cái điều khoản về hợp đồng hay là những cái điều khoản về lịch trình làm việc thì tất cả mọi người, nếu như có liên quan về lịch trình làm việc với nhau thì mọi người sẽ được chia sẻ. Còn nếu như mà nó không quá nhiều liên quan thì tất cả
như là hợp đồng hay là lịch trình này kia thì sẽ được bảo mật rất là gắt gao, cho nên là cái việc này em cũng không biết lý do tại sao. Nói chung là mình chỉ được gieo cho một cái dự án ở Vietnam là em sắp sửa được điểm bước làm ca sĩ rồi nè, em có bài hát này nè, em hát không em. Dạ, cho đến khi mà em đi thu âm thì em mới biết được là sản phẩm này đầu tiên là viết cho chị Choco. Dạ. Nhưng mà cái cảm giác mà trời, cuối cùng ước mơ làm ca sĩ của mình cũng trở thành sự thật rồi thì cảm giác nó như thế nào? nó hơi sớm so với em dự định. Dạ. Dự định của em là em mong là mình có thể làm diễn viên trong vòng thêm một năm tới nữa thì mới bắt đầu đủ, gọi là đủ lông đủ cánh đủ cửa đó chị, để quậy trong cái việc là mình làm ca sĩ. Tại vì nó như em chia sẻ nãy giờ là em cũng chưa có đủ khả năng kỹ thuật hát hò, kỹ thuật trình diễn trên sân khấu và kỹ năng nhảy, cho nên là em không có tự tin trong cái mạng đó. Trời, cái đợt thu âm đó là em nhớ là Ngọc Dolly vẫn luôn luôn thúc giục em nè, tự tin lên mình, tại vì đó là cái mảng em không có giỏi, cho nên là em không có tự tin lắm. Cái mảng này em giỏi thì em sẽ rất là tự tin. Cái mảng tự tin nhất của em là mảng nào? Dạ, chắc là ngủ rồi. Em đùa chứ, rất là em tự tin nhất chắc thời điểm hiện tại là làm content creator và là diễn viên. Yeah. Content creator tức là hầu hết cái content của mình đều là do mình tự nghĩ ra đúng không? Tại vì lịch trình hiện tại làm việc của em nó cũng khá là dày ấy, cho nên sẽ có thể là ekip ở đằng sau hỗ trợ em sẽ cho em cái idea. Nhưng mà nếu em cảm thấy cái idea nó không có phù hợp thì em sẽ chỉnh sửa lại một tí xíu. Còn nếu mà em thấy nó ok thì em sẽ nhờ mấy bạn gọi là triển khai cái đó. Như nãy em mới nói là em dự định là ca sĩ là chắc phải để năm sau em mới thử thức, em muốn trải nghiệm với công việc diễn viên trước. Thì tại sao em lại nghĩ là trước khi trở thành ca sĩ thì mình nên làm tốt vai trò diễn viên? Thường có đi ngược lại không? Thường thường thấy chị thấy mọi người đi hát xong rồi mới đi đóng phim. Em không biết nữa, tại vì em cảm thấy là em rất là yêu thích và đam mê cái công việc trở thành một diễn viên ấy. Là cái người mà truyền cảm hứng cho em trở thành một diễn viên nhiều nhất mà cho đến thời điểm hiện tại, và cũng đồng thời là thầy của em luôn, thầy đầu tiên mà em tập tỉnh bước vào con đường diễn xuất luôn là lão Mai Thế Hiệp. Thì lão là một cái người gọi là, em không có dùng từ nào mà diễn tả ngoài từ gọi là tuyệt vời hết á. Là thầy rất là take care trong cái việc là em phải diễn xuất như thế nào, thầy truyền đạt hết cho em những cái cách diễn, làm sao để hiểu được nhân vật của mình, làm sao để mình chính là nhân vật chứ mình không mình bản thân ở ngoài mình không là nhân vật nữa, tức là bản chất bên trong mình là nhân vật luôn. Thì lão là một cái người dìu dắt em và tất cả các bạn trẻ hiện tại đang học trong cái trung tâm dạy của thầy á. Cho nên là em rất là thích trở thành một diễn viên, và bản thân em cũng là một người rất thích trải nghiệm. Và bản thân của một người diễn viên lại là một cái người luôn luôn trải nghiệm. Tại vì diễn viên mà mình phải sống được. Em cảm thấy là cái công việc là diễn viên khá là cực nha, tại vì diễn viên phải làm rất là nhiều nghề. Đôi khi là diễn viên là một bác sĩ, hóa thân là một bác sĩ, là một kỹ sư, mình là một học sinh cũng khó, mình là một bà mẹ đã có con hay là một bà mẹ chưa có con, nó rất là khó luôn. Và em thấy là trời, đó là một điều tuyệt vời. Giống như là em ví là mình trở thành một diễn viên giống như là mình sống một kiếp người á, mình hiểu được người ta luôn. Nên là em rất là thích trở thành một diễn viên. Mình sẽ được sống rất nhiều cuộc đời khác nhau. Dạ đúng rồi, mình sẽ được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau. Kế hoạch sắp tới là hồi nãy mình cũng có bật mí xíu nhưng mà mình cũng không bật mí được rõ lắm. Thôi thì tại đây hồi nãy mình cũng có nghe Vinat giới thiệu là ngày xưa Vinat cũng hay đi hát Scoutic đúng không? Dạ. Ở đây mình có thể tặng khán giả một bài hát trước khi nói lời chia tay chương trình được không nè? Trước đó là khi mà em có một cái bản cover bài Love Yourself ở trên Facebook á, thì em được nhiều bạn biết đến cái video đó trước, nhưng mà cái tài khoản Facebook đó của em nó đã bị mất rồi. Nhưng mà em nhớ là cái clip đó cũng đạt được 1,2 triệu view tại vào cái thời điểm mà 2016, 2017. Thì đó là quá lớn với em. Thì đây là một cái bài hát mà đưa em đến một cái sự
mọi nhiều được nhiều bạn biết tới trước. Bài hát mở ra con đường danh vọng cho em đúng không? Dạ. Ok. Rồi, thôi bây giờ Binat sẽ hát bài hát mà đưa Binat vào cái con đường gọi là như chị Minh nói ở ngoài kia là con đường danh vọng. For the talent you ran on my parade, and on the clubs you get and use my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying, oh my god, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you and she likes everyone. I never liked to admit that I was wrong, and I was so caught up in my job, didn't see what's going on. Now I know I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Trong cái lĩnh vực âm nhạc này thì hồi nãy em có chia sẻ là Mai Thế Hiệp là người làm, người truyền cảm hứng cho em trong cái mảng điện ảnh. Yeah. Vậy thì trong mảng âm nhạc thì theo em nghĩ ai là người truyền cảm hứng cho em trong mảng âm nhạc? Cái người mà đã dẫn dắt em vào cái con đường mà đam mê nghe nhạc nhiều đến mức như vậy, chứ là ba em. Ba em là nhạc công á, nên là lúc nào em cũng thấy ba em cầm đàn guitar, xong rồi cầm một quyển sổ rất là dày về nhạc ở trong đó. Thì đó là cái người đầu tiên mà em được, đã giúp em tiếp xúc với âm nhạc từ lúc còn nhỏ xíu luôn. Đó là, còn hiện tại thì người này không phải là người đã gọi là giúp em có cái cảm hứng từ hồi đó, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cái người mà em cảm thấy ngưỡng mộ và em nên học hỏi cái người này nhiều nhất luôn đó, đó chính là chị Chi Bu. Em cảm thấy rất là khâm phục chị Chi Bu luôn, là chị rất là hoàn thành tất cả mọi thứ trong một cái sự là chị hết sức có thể là trong thời điểm vào 2-3 năm trước chị không có hoàn thành lắm, nhưng mà đó là cái sự cố gắng và nỗ lực của chị trong tại cái thời điểm đó rồi. Thì đó là cái điều mà em vẫn luôn khâm phục chị. Em không có lời nào để bàn cãi với cái việc đó hết. Và đến thời điểm này thì đúng là những cái điều mà em đã từng nói chuyện với bạn em về cái điều đó, nó đã thành, nó là thành ra em là người đúng so với những cái cuộc tranh luận ngày xưa. Em nghe rất là nhiều cái cuộc tranh luận ngày xưa với bạn bè của em. Bạn bè em nói là Chi Bu mà đi hát cái gì, Chi Bu đóng phim này kia thôi, làm mẫu để cho đẹp đẹp này thôi. Em nói là sao mà mọi người lại định kiến một người nghệ sĩ như vậy chứ, tại vì đó là cái khả năng của người ta đã cố gắng hết sức trong cái khoảng đó rồi, thì mình phải công nhận, mình phải ok. Nếu như mà mình không thích thì mình có thể im lặng, còn nếu như mà mình thích thì mình có thể ủng hộ một cách thầm lặng cũng được. Đó là có nhiều cách để mình reaction với cái việc đó. Đó cho nên là chị Chi Bu luôn là một cái người mà em cần phải học hỏi cực kỳ nhiều. Em cảm thấy rất là khâm phục. Nên là nhảy quá trời rồi học tiếng Trung. Tại sao mà học hát tiếng Trung có thể là nhanh đến nhất có thể, nhanh gọi là quá nhanh đến như vậy. Biểu diễn cực kỳ là quá công phu luôn. Rồi, đó là cái người mà em cảm thấy rất là khâm phục luôn. Vừa rồi chị Chi Bu cũng mới trở thành đại sứ truyền cảm hứng của WeChoy qua 2023. Yeah. Ừ. Em có thuộc bài nào của chị Chi Bu không? Nhiều chứ. Tặng khán giả một bài của chị Chi Bu. Chưa, là em đi hát, em đi hát karaoke với bạn em, lúc nào em cũng bật một playlist của chị Chi Bu. Vậy là giấc mơ xa rồi, tốt hơn nên vậy thôi. Theo anh nào ra sẽ vui anh ơi, giấc mơ không hề ngon ngon ai. Theo anh đưa ta con nên dừng lại, baby talk to me. Đó là, nói chung là nguyên cái bản playlist của chị Chi Bu ra là như ngày nào em cũng nghe, với lại bài sashimi nữa.
Đối với ai mà không thích bài sashimi đó thì em thấy cái bài đó cực kỳ là xả stress luôn. Vậy mình hát sashimi nhưng mà mình đừng có ương nữa, mình hát luôn lời. Tại em không thuộc. Mình có thể xem lời. Tại vì em là một cái đứa gọi là sao ta, rất là não cá vàng. Có nghĩa là em làm diễn viên nhưng mà đôi khi em lại không quá là thuộc lời, nên là em đầu óc em đã tập trung 100% công lực thì em mới thể tập trung được cái việc thuộc lời. Em chỉ biết là đây chúng em có sashimi, chúng em có sashimi, đây chúng em có sashimi, so this is so yummy. Rồi em là một fan bự của Chi Bu chứ. Em là fan của Chi Bu hồi năm cấp 2 tới giờ luôn. Trời hồi đó nha, em cảm ơn mọi người nghe lúc mà em đang đóng phim Người Mặt Trời là em thấy Chi Bu. Nói là trong hậu trường là em thấy Chi Bu đứng xẹt ngang em vậy nè. Em kiểu Chi Bu, nhưng mà em phải cố tỏ vẻ ra ngầu á. Em là như nè, trong lòng em vậy nè, Chi Bu kìa. Nhưng mà trong lòng em, nhưng mà ở ngoài em là gì nè. Đó, rồi em cố tỏ ra mạnh mẽ trước người mà mình yêu thích á, nó khó khăn nó như vậy. Nhưng mà trong quá trình quay Người Mặt Trời, em với Chi Bu có tương tác nhiều không? Dạ em thì rất là ngại, cho nên là lúc nào em thấy Chi Bu nhìn em lảng qua bên vậy nè. Tại em rất là ngại cái ánh mắt của Chi Bu khi mà nhìn em. Em cũng muốn nói chuyện lắm nhưng mà không biết có một cái lý do là, nói chung là đứng trước người mình yêu cái mình bị ngu sao vậy. Người mình yêu thích cái mình bị ngu sao. Kiểu em nhìn kiểu như là Chi Bu đây đúng không, em nhìn Chi Bu cái em nói Chi Bu đá mắt vào nhìn em cái em không muốn kiểu đậu đến ánh mắt đó. Quá là gọi là quá là đẹp đi. Hy vọng là lần sau mình lại tiếp tục có cơ hội hợp tác với Chi Bu thì mình sẽ mạnh mẽ lên ha. Dạ. Tiến gần đến người mình yêu thích. Không còn lãng trách những anh máy nữa. Cỡ gần chết. Nhưng mà bên cạnh việc ra mắt MV á thì chị biết là em đã từng tham gia vào cái dự án kể chuyện ma tâm linh ngắn trên TikTok của OCL Team á. Yeah. Thì hiện tại hình như là mình bị dừng ra video rồi đúng không? Yeah. Thì không biết là thời gian sắp tới là em với lại ekip có tiếp tục phát hành những cái sản phẩm này nữa không? Ờ dạ. Cái series mà kinh dị được phát hành trên nền tảng TikTok thì đó là một cái series mà em không ngờ là được nhiều bạn quan tâm nhiều đến như vậy. Tại vì ngay thời điểm mà lúc em quay em rất là sợ là bị dính policy. Tại vì nó có nhiều yếu tố nó hơi khiến nhiều người sợ ấy. Nhưng mà cũng may mắn là rất nhiều bạn ủng hộ và yêu thích cái nội dung như vậy. Cho nên là có thể sau Tết thì tụi em sẽ triển khai tiếp tục làm dự án đó. Lý do mà tại sao tụi em hiện tại đang bị dừng lại cái series kinh dị đó là tại vì lịch trình của công ty vừa rồi cũng khá là nhiều. Nó cũng khá là overload cho tất cả các bạn nói chung là từ trên xuống dưới là ai cũng gọi là tất bật túi bụi với tất cả những cái start của công việc. Nhưng mà mọi người ơi, qua năm sau là đầu năm thì mọi người sẽ được đón nhận được những cái series kinh dị với đa dạng màu sắc nhiều hơn. Binat rất là cảm ơn VOH Online, Trạm Giải Trí và cũng như là Interview Big Quiz đã cho Binat có một cơ hội ngồi đây để chia sẻ với tất cả mọi người. Và cuối cùng là tạm biệt mọi người và chúc mọi người có một năm mới thật là nhiều sức khỏe.